Xin chào cả nhà. Đây là những cây phi điệp ghép vào thân cà phê làng hè nha quý vị. Nhìn nó tự nhiên luôn. Đó. Ngược nắng. Cái này chơi nguyên cành luôn cũng đẹp nè. Tiếc là nó nằm ở ngoài trời cho nên là nó điều kiện chăm sóc không được tốt. Này quay tao ngược nắng không? Khó quay quá. Nói chung là cây cũng không được mạnh, cằn cỗi. Cây này nhưng mà cái thế của cái cây cà phê này khá đẹp nè, trên này cũng có luôn nè. Thế của cây cà phê này nó uốn éo. Và cây lan phân bố khá đều. Này mà phân cho này nọ đầy đủ là nó phát kinh khủng lắm đấy. Ok. Có giao lưu nha quý vị. Này có bán luôn nha. Quý vị mua là cắt luôn cái cành này. Tại vì cái cành cà phê này nó cũng chết rồi, nó già rồi, nó chết rồi. Lan thì lan hè thôi, lan thường thôi. Nù luôn rồi. Cái này nó nù đứng ngọn luôn rồi.